Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây, Tammy TV. Và ngày hôm nay trong video này thì mình sẽ làm một video với chủ đề làm đẹp và cũng về nhân tướng học luôn. Hôm nay mình sẽ làm một video với chủ đề nói về một trong những cái bộ phận mà rất nhiều người chúng ta không để ý, không quan tâm, mà cái bộ phận này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến số mệnh của mình, đó chính là hàm răng. Răng, nếu như bạn nào đã xem một cái video trước đây của mình nói về nhân tướng học ấy, đó là cái video mà có tên là vì sao mà bạn xinh đẹp á, thì mình đã phân tích tổng quan rất là rõ về việc cái nhân tướng của mình thì răng nó không phải thuộc về bộ vị nữa. Các bạn chúng ta hay để ý đi xem rất là nhiều thứ như mắt, mũi, lông mày, môi, tai, gò má, nhưng mà chúng ta lại không để ý đến cái bộ phận này, đó là hàm răng. Và nếu bạn nào nhớ video đấy thì nếu như mắt, mũi, môi, miệng nó thuộc về bộ vị, nó thuộc về cành cây và lá cây, thì răng các bạn biết thuộc về bộ phận gì không? Răng nó thuộc về gân xương cốt cách, hay còn gọi là thân cây. Một cái cây mà cái thân cây nó sẽ quan trọng hơn nhiều so với lá cây và cành cây. Nếu cái thân cây này nó bị làm sao, nó có vấn đề gì thì chắc chắn là cái cây nó sẽ bị ảnh hưởng. Nên là cái bộ răng rất là quan trọng. Nên ngày xưa các cụ cũng có câu là cái răng, cái tóc là góc con người ấy, chứ đâu có cái mắt, cái môi là góc con người đâu. Thì răng và tóc, móng, lông thì nó thuộc, răng thì nó chủ về đó là cốt, gân xương cốt cách. Nên là mình có một cái hàm răng đẹp, một cái hàm răng khỏe thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến số mệnh của mình. Một hàm răng đẹp dưới góc độ nhân tướng học, đó là một răng, hàm răng mà đều, đẹp, trắng, khít, đều. Các cái răng như là hạt lựu, hoặc là đều như hạt bắp hoặc hạt lựu và trắng, thì đó là gọi là một hàm răng đẹp, một hàm răng phú quý. Nếu mà chủ về nữ nha, một hàm răng đẹp đó người ta thường gọi là hàm răng hạt lựu hoặc là hạt bắp. Tức là các bạn biết là cái hạt bắp như thế nào thì bạn cái hàm răng nó như vậy. Thứ nhất là nó to, nó đều, nó vững chắc và nó đều tăm tắp như các hạt bắp vậy đó. Nó xếp xít nhau thì được gọi là một hàm răng hạt lựu, thì nó vô cùng là đẹp. Và hàm răng đó cũng phải trắng, vệ sinh. Thì cái hàm răng mà người có cái hàm răng đó, đấy được gọi là một cái hàm răng gọi là về nữ, được gọi là tướng là đẹp nhất trong cái hàm răng. Thì nếu mà nữ thì sở hữu cái hàm răng đó là cuộc sống giàu sang, phú quý, đặc biệt là sẽ có lấy được chồng giàu có, hạnh phúc và có một cuộc đời hạnh phúc và an nhàn. Thì các bạn để ý ai có những cái hàm răng đó là hàm răng đại phú đại quý đó. Nên là hãy trân trọng cái hàm răng của mình. Nếu mà chủ về nam mà có cái hàm răng đó là những người phú quý rồi. Nên là răng hạt lựu là một trong những cái hàm răng mà đẹp nhất. Để coi hôm nay mình có nốt ra mấy cái ở đây để làm cho cái video ngắn lại, tránh nó dài dòng hơn. Bởi vì mình nhiều khi mình kiểu hơi kỹ ấy, mình muốn các bạn hiểu sâu sắc hơn thì mình làm video nó hơi dài. Nhưng một số bạn nói là video dài quá không có tổng kết lại được hết. Mình cũng biết là đôi khi mình bị hơi dài dòng, nên là mình sẽ cố gắng làm ngắn gọn lại. Để coi, răng thì có rất là nhiều loại. Ví dụ như là nữ đẹp nhất là răng hạt lựu, còn nam đẹp nhất đó là răng rồng. Ví dụ răng rồng thì có nhiều hơn 32 chiếc răng. Một hàm răng mà càng nhiều răng thì càng tốt, càng phú quý. Xem nào, nếu mà răng nam rồng thì có thể là dài này, trắng này, vững chãi này, đều khít vào nhau thì đó là đại phú quý. Hoặc là một cái hàm răng khác, ví dụ như là răng nanh, có thể là đẹp, có duyên, đó những người liên quan đến thích nghệ thuật. Còn có răng trâu này, răng dài to và đều, hoặc là răng quỷ này, khập khỉnh, hoặc là lộ răng, hoặc là răng chó là dài và nhọn, răng thưa, nhiều thị phi, rồi răng hô. Thì đó là rất là nhiều cái loại răng, các bạn có thể tìm hiểu thêm trong các sách nhân tướng. Thì cái quan trọng nhất là mình, nếu mà mình sở hữu một cái hàm răng chắc, đẹp, vững thì cái cuộc sống của mình nó sẽ vững vàng và làm cái gì nó cũng sẽ thuận lợi, bởi vì nó chủ về gân xương và cốt cách. Trong nhân tướng ấy, về hôm nay các bạn đếm thử xem là bạn có bao nhiêu cái răng nhá. Trong nhân tướng ấy, nếu mà có 3 người có 38 cái răng á, thì đó là người cực kỳ là giàu có và phú quý. 36 cái răng á, làm quan lớn. 34 cái răng á, thì thuộc dạng trung lưu, là cũng ok rồi đấy, ổn rồi đấy. 32 cái răng là cũng phúc tướng. Còn thông thường mọi người cho có khoảng tầm 30 cái răng trung bình ấy. Và nếu mà 28 cái răng trở xuống thì là hơi ít. Tại vì bình thường là mọi người có khoảng 30 cái răng, mà nếu mà có 28 cái răng thì tức là cái cốt của mình yếu ấy. Cái gân xương cốt cách của mình hơi yếu. Yếu thì thứ nhất là có thể là bệnh tật, thứ hai đó là về cái khí chất của mình nó bị yếu. Và nếu mà cái khí chất yếu thì thường bệnh tật hoặc là
cuộc sống hơi vất vả hoặc là có thể là cái tuổi thọ ngắn. Thì đó là những cái về nhân tướng. Và những người có hàm, nói chung là răng nhiều thì là quý. Còn răng mà kiểu mà răng mà như kiểu hở nhiều quá ấy, có nhiều cái kẽ hở ấy, thì răng thứ nhất là có thể là thoát tài cũng không tốt đâu. Và nếu mà răng mà xít quá mà cái giọng nói cũng kiểu rít 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 lại ấy, thì đó là người nhiều khi cũng hơi có sự tính toán và cũng hơi có phần keo kiệt. Thì đấy là một số cái mà về tướng răng thì các bạn có thể xem qua và cân nhắc. Mình nghĩ là cũng có rất nhiều video hoặc là những cái thông tin trên mạng về tướng răng các bạn có thể tham khảo thêm. Một trong những người mà trong showbiz mà mình thấy là có một hàm răng rất là đẹp, các bạn có thể thấy đó là Tăng Thanh Hà. Tăng Thanh Hà, khi mà Tăng Thanh Hà cười nên là có một cái nụ cười giống như là tỏa sáng, nụ cười rất là sáng và hàm răng rất đều và đẹp. Thì Tăng Thanh Hà có một cái hàm răng, nó là hàm răng hạt lựu. Hàm răng hạt lựu là hàm răng rất là đẹp. Và cô này có cuộc sống rất là giàu sang, phú quý, lấy chồng rất là giàu, an yên và hạnh phúc. Tất nhiên nếu mà chỉ nói về một hàm răng thôi ấy, thì cũng nó bảo hàm răng như thế này rất là hạnh phúc, rất là đẹp. Nhưng mà cũng phải chủ, mình phải xem rất là nhiều những cái hành xử của người đấy. Mình có thể nói rằng Tăng Thanh Hà là một ngọc nữ hoặc là một người mà các bạn nên học hỏi. Thứ nhất là về cái khuôn mặt sáng, cái hàm răng đẹp rồi, nhưng mà cái tính cách giống như cái bộ rễ và cái rễ chính rễ phụ của bạn ấy, trong một cái cây nhân tướng thì bạn ấy làm rất là tốt việc đó. Ví dụ như là nếu các bạn xem nhiều video nói về Hà, kể về cuộc sống của Tăng Thanh Hà trước kia rất là vất vả, nhưng mà sau này được đóng phim rồi đóng nhiều vai, cái mà cái cốt cách của bạn rất là tốt. Ví dụ như một cái câu chuyện bạn kể là không bao giờ bạn đi trễ giờ hết. Cái cô này có một cái phong cách đó là rất là giản dị, không có khoe trương, không có màu mè, nói chuyện rất là khiêm tốn. Đợt trước mình có dạy ở trường tình thương, ở trường tình thương Văn Thánh ở gần cầu Sài Gòn á, thì Tăng Thanh Hà có đến làm từ thiện ở đó một lần, đến chơi cho quà các em, đi chơi với các bé, không màu mè, không diện, không có thời trang hàng hiệu, đến chơi với các em và lẳng lặng làm từ thiện và về, không có kiểu khoe lên báo chí này kia. Đó là những cái nét đẹp trong cốt cách của Tăng Thanh Hà, và cùng với những cái nét đẹp trong nhân tướng của bạn ấy nó dẫn đến bạn ấy một cái cuộc đời mà rất là an yên, rất là hạnh phúc và lấy được người chồng giàu sang. Không phải tự dưng mà lấy được một người chồng giàu sang đâu, cũng có phải có phú quý mới lấy được ấy, chứ không phải là tự dưng mà muốn là lấy được đâu các bạn ạ. Hoặc là Hồng Nhung chẳng hạn, Hồng Nhung cũng có một cái hàm răng khảnh. Hồng Nhung thiên về nghệ thuật, là một diva của dòng nhạc ở Việt Nam, và cô ấy hát rất là hay. Thế nhưng có một cái răng khảnh, và bên sau này cô đi sửa lại thì cái cuộc đời mà chồng con của cô ấy có cái sự thay đổi và tốt hơn. Thì mình biết là rất là nhiều cái ca sĩ, nhiều diễn viên trong showbiz đi sửa răng, đi làm lại răng, và cái số mệnh của họ cũng thay đổi nhiều. Các bạn có biết là người Việt Nam thì 80%, người ta thống kê là 80% người Việt Nam gặp vấn đề về răng miệng, bởi vì là chúng ta không có quan tâm chăm sóc răng miệng ngay từ nhỏ. Mình để ý là khi mà nhỏ thì sâu ăn kẹo, sâu răng rồi kệ rồi nhổ đi, rồi đó là chúng ta không bao giờ quan tâm đến răng. Tại vì thường các đời bố mẹ của mình cũng chả để ý mấy. Thành ra là chúng ta khi bị răng bị hô quá rồi, răng bị khập khiễng quá rồi thì lúc không niềng răng từ khi còn nhỏ ấy, đến lớn nên niềng răng nó rất là mệt, và nhiều khi mà khó niềng hơn và mệt mỏi hơn rất là nhiều. Nếu mà các bạn ở Mỹ, các bạn sẽ biết là các bé ở Mỹ nhá, họ cực kỳ, họ các những nước phát triển họ cực kỳ quan tâm về răng. Họ thường đi khám răng định kỳ thường xuyên, mỗi tháng hoặc là mỗi 3 tháng, rất đều đặn. Những em bé mà đi khám răng, nếu mà bác sĩ bảo là em này có khả năng hô này, hoặc là có khả năng răng nó bị khấp khểnh, là người ta sẽ niềng răng ngay lập tức, để cho khi mà lớn lên là răng nó bé đều. Khi mình đến những cái trường học ở Mỹ, những cái trường mà gọi là kiểu cấp 1, cấp 2 ấy, là các bé đã được niềng răng rồi. Kiểu như kiểu 10 đứa thì cũng phải đến 5-6 đứa niềng răng thôi đó. Nó là chuyện hoàn toàn bình thường mà, cái hồi đấy, cái tuổi đó nó niềng răng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà thường lớn lên ở Việt Nam thì mọi người khoảng tầm 20-30 tuổi mới đi niềng răng, cũng hơi trễ đúng không? Bởi vì cái quan tâm về răng miệng của mình nó hơi ít. Nên là theo mình nhá, theo quan điểm cá nhân của mình rồi, nếu mà bạn nào có vấn đề về răng miệng thì cũng nên đi làm đẹp về răng. Răng ở đây có thể là đi niềng răng. Ví dụ răng của mình khấp khểnh quá, thưa quá, hoặc là
hô quá thì nên đi niềng răng. Niềng răng thì nó làm cho bạn hàm răng đều đẹp hơn, nó tốt hơn. Đó, nếu mà các bạn có con thì nên chú ý chăm sóc cái sức khỏe về răng miệng cho con từ nhỏ. Nếu cần phải niềng thì hãy niềng từ sớm đi, đừng để trễ quá. Ra trường đi làm, niềng nó sẽ không đẹp về thẩm mỹ và cũng như là mệt cho các bạn sau này. Mình biết một số kiến thức về răng bởi vì các mọi người biết sao, em gái mình á là răng hơi bị hô một chút xíu, và nên hô do gen. Thế nên là thực ra là em mình á làm biếng đi niềng răng lắm. Nhưng mà khi mà đọc những cái thông tin về răng á, tức là nếu mà răng đã bị hô rồi mà không đi niềng răng á, thì khi về già á, cái răng như thế này nó sẽ đưa ra rất là nhiều. Giống như các cụ già mà các bạn thấy là răng đưa rất là nhiều á, không ngậm môi, không có ngậm được hết ấy, thì chỉ bị niềng răng. Và em mình sợ quá thì mới chịu đi niềng răng. Mà bạn biết là niềng răng tầm 26, 27 tuổi ấy, đáng nhẽ là theo dự kiến là 2 năm mà bây giờ 3 năm vẫn chưa xong ấy. Chưa xong bởi vì do cơ địa của mỗi người ấy, nên là mà cũng rất là vất vả nữa. Tại vì đóng một cái khung niềng và ăn uống rồi mọi thứ rất là ăn uống mọi thứ phải rất là mệt ấy. Thế nên là nếu mà niềng răng được từ sớm thì nên làm việc đó. Nhưng mà riêng với cái việc mà làm bọc răng sứ thì mình nghĩ là nên cân nhắc lại. Mình thứ nhất có một số lý do mà mình đưa ra ở đây, các bạn có thể cân nhắc cái việc này. Thứ nhất đó là răng nó chủ về cốt cách, về gân xương cốt của mình. Làm răng sứ tức là người ta phải mài cái răng thật của bạn đi để người ta cắm một cái răng giả vào, bọc, gọi là bọc cái răng ấy lại. Thì các bạn để ý là cái thân cây của mình mà bị mài đi, nó bị cắt xén đi thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến gân xương cốt cách. Nên là hãy chú ý cái việc mà mài răng để bọc sứ. Đấy là về nhân tướng. Răng mà đã mài đi, sau này bạn thay răng bạn chỉ có thể suốt đời làm răng sứ và răng giả thôi, không thể làm mà mọc cái răng mới được. Xương mà mài đi làm sao bạn mọc răng xương mới được, răng mài đi sao mọc răng mới được, không được. Nên là khi mà bạn cân nhắc làm cái việc bọc răng sứ thì mình nghĩ là hãy hết sức là cân nhắc và hãy cẩn thận về việc này. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến gân xương cốt cách và sức khỏe của bạn khi về già đó. Rồi bây giờ mình sẽ kể một số cái trường hợp mình biết, mình gặp và mình nói chuyện trực tiếp, mình chỉ được nghe chia sẻ nhé. Có một cô lớn tuổi, cô khoảng tầm 40-50 tuổi, nhà rất giàu. Và khi mà nhà giàu có thì khi mà hay đi làm đẹp thì người ta hay tư vấn là ôi cô ơi, làm răng bọc sứ nó cười đẹp, răng đều. Thế là cuối cùng cô quyết định làm. Khi mà làm xong bây giờ được khoảng tầm 3-4 năm rồi. Và cô nói thật, cô cũng không có chia sẻ nhiều bởi vì cười thì răng cười phát nó đều quá, nó trắng quá thì nhìn là biết là răng bọc sứ rồi. Tất nhiên là đẹp đó, nhưng mà cô cũng chia sẻ thật là khi mà làm răng xong thì đúng là đẹp thật, nhưng biết sao, ăn nó không có cảm giác ngon nữa. Bởi vì cái chức năng của răng ở răng trước đó là nhai, cắn xé thức ăn. Khi bạn ăn, cắn một cái miếng gì đó, miếng thức ăn, bạn sẽ cảm nhận là nó xé thức ăn. Nhưng mà bạn tưởng tượng bây giờ bạn bọc một cái gì đó nó giả vào, bạn không thể nhai, cắn xé được đâu. Nhai, cắn thì là răng thật ở bên trong á, còn nhai thì không có chức năng, nó không còn cảm giác ngon nữa. Cô chia sẻ là thực sự ăn bây giờ ăn cho nó có thôi chứ không có biết cảm giác ngon là gì. Đâu có xé được. Hoặc là mình có một cái người bạn, răng bạn ấy hơi hô, thay vì bạn đi, thực ra hô bởi vì nếu mà răng đưa ra là thì còn niềng được, còn răng của bạn là do hàm đưa ra thì một là phải phẫu thuật hàm, thứ hai là bọc răng sứ, thì bạn hãy chọn cái giải pháp là bọc răng sứ. Thế bạn bọc răng sứ xong á, nhiều khi mình nghĩ là ok bọc răng sứ, thế hôm rồi bạn mới đi bọc được khoảng tầm mấy tháng thôi, thế là mình gặp bạn ấy thì đi ăn thì bạn mình còn đưa cho bạn một cái đùi gà rất là ngon, thì mình nghĩ ô bạn ăn đi, thì bạn lắc đầu nói không ăn được. Bởi vì biết sao, bởi vì đùi gà là phải xé cắn thì răng của bạn không có ấy được, mà phải dùng dao cắt nhỏ ra thì mới ăn được, nhai được. Thì đấy là một những người mà mình biết, mà mình gặp, mà họ chia sẻ là khi làm răng thì những cái mà răng là mình để ăn để nhai, mà khi mà mình tác động những cái bọc răng sứ đưa một cái giả vào trong người mình ấy, thì ăn nó không còn được tự nhiên, không còn cảm được cái vị ngon nữa, nó sẽ khó ăn hơn khi một cái hàm răng thường. Và các bạn biết là khi mà cái này thì rất là mình đọc thông tin trên mạng, rất là nhiều bạn đã làm rồi, các bạn chia sẻ là làm răng bọc sứ thì nó có khả năng rất dễ bị hôi miệng.
Bởi vì là mình đâu có đánh răng được trực tiếp vào cái răng của mình đâu, mà mình đánh trên cái răng sứ, răng giả ấy. Nên là cái răng thật của mình ấy, khi mà nó không có được vệ sinh ấy, không được vệ sinh ở bên trong ấy, thì nó sẽ dẫn đến việc là có thể là có bựa hoặc là cao răng các thứ này ra, mà không được vệ sinh hàng ngày đều đặn thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng hôi miệng thôi. Nên là thường những người mà làm răng kiểu bọc sứ lâu ấy, là có hiện tượng hôi miệng. Và mình thấy cũng rất nhiều người khi mà họ đã mài răng rồi, họ bọc sứ rồi và lại còn làm những cái gọi là trung tâm thẩm mỹ nó không được chất lượng lắm ấy, lại còn bị văng ra, lại còn bị bay ra nữa. Đó là phải đi bọc răng sứ, mà mỗi bọc một cái răng đâu phải là rẻ đâu, vài triệu cả chục triệu ấy, nó không rẻ đâu. Thế nên là làm một cái răng giả mà cắm vào đây bọc răng sứ, các bạn hết sức cân nhắc cho mình. Đó, đấy là cái quan điểm cá nhân thôi, chứ mình cũng không có nói chê bất cứ một cái thẩm mỹ viện nào, hoặc là mình cũng không có quảng cáo cho bất cứ một cái thẩm mỹ viện nào hết. Mà niềng răng thì có thể cân nhắc, còn có thể là mình đi làm để cho cái răng nó đẹp hơn, nó đều hơn. Còn bọc răng sứ thì nên cân nhắc nhé. Ok, vậy thì với những bạn có hàm răng mà tạm ổn, nó cũng đều đặn rồi, nó cũng không quá là như kiểu răng người nhỉ, nó cũng không quá là, không phải là đẹp xuất sắc, mà nhưng mà cũng không quá là kiểu gập ghềnh, xấu hoặc là hô. Thì vậy việc chúng ta phải làm với cái răng của mình đó là gì? Thứ nhất là chúng ta phải đã đẹp rồi thì phải giữ cho nó. Bạn nào có răng đẹp rồi giữ cho đẹp, đừng có mở bởi vì là muốn nó đẹp rồi, muốn nó đẹp hơn nữa, mà chúng ta can thiệp quá nhiều về thẩm mỹ, làm cho đôi khi chúng ta lại ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cốt của mình. Cái thứ hai là nếu mà dạ hàm răng tương đối ổn và bình thường thì thứ nhất là giữ vệ sinh sạch sẽ. Răng nếu mà đã đẹp hoặc là ok rồi mà không giữ vệ sinh sạch sẽ, để cho răng vàng rồi bựa rồi là những cái gì nó không có vệ sinh rồi làm cho hôi miệng, thì cái đó là lỗi tại bạn. Bạn phải vệ giữ, nó ảnh hưởng một phần đến cái số phận của bạn đó. Nên là phải giữ răng vệ sinh sạch, không có tránh hôi, đi khám răng định kỳ nếu có vấn đề về sâu răng hoặc là gì gì đó. Và men răng cũng rất là quan trọng. Men răng nó chỉ có một lớp ở răng thôi, chúng ta làm bong men răng đi thì làm sao nó có thể tái tạo lại được. Nên là tránh những cái đồ ăn quá nóng hoặc quá lạnh, quá chua, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến men răng của bạn. Khi men răng bong ra rồi thì không có chữa lại được đâu. Nên là mình thì thường mình không có chọn những cái thức uống quá nóng hoặc là thức uống quá lạnh hoặc là quá chua. Ngày xưa hồi còn trẻ khi men răng nó có tốt á, thì có thể các bạn thấy ăn khế, ăn những cái quả chua hết sức bình thường. Nhưng mà khi đến 30-40 tuổi rồi, bạn thấy nhai một cái miếng khế nó bị chua ê bút răng á, đó là do mình không có chú trọng làm cái men răng nó bị bong ra đó. Nên là cái răng nó cũng không tốt chút nào. Nói tóm lại là cái video này, mà răng của các bạn đẹp hoặc là ok rồi thì hãy giữ gìn vệ sinh, giữ cho cái răng của mình thật là sạch đẹp, vệ sinh. Đó là thứ nhất là đẹp về thẩm mỹ, thứ hai đó là tốt về cái nhân tướng. Nếu mà bạn nào có hàm răng quá xấu hoặc hô quá hoặc xấu quá thì nên đi làm những cái liệu pháp chỉnh nha, ví dụ như niềng răng. Đó thì các bạn nên cân nhắc về cái việc này. Thứ nếu mà các bạn có đi sửa thì phải sửa cho nó đẹp và nó hài hòa, chứ đừng làm gì quá quá nó sẽ không đẹp. Thì cái chốt lại của cái video của mình muốn nói đó là cái răng, cái tóc là những thứ nó thuộc về gân xương cốt cách trong nhân tướng học. Chính vì vậy mà bạn phải có việc phải có gọi là quan tâm đến đúng cách đến cái răng và cái tóc của mình. Thay vì quan tâm quá nhiều đến những cái bộ phận khác thì hãy tập trung chăm sóc cái bộ tóc của mình thật là khỏe mạnh, thật là tốt. Chăm sóc cái răng của mình, cốt cách của mình sao cho nó tốt, nó vững chắc. Nếu có vấn đề thì nên đi chỉnh nha hoặc là sửa để cho nó tốt hơn. Và nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì liên quan đến răng thì có thể nói chung là liên quan, thì hãy cho mình biết ở dưới video này nhé. Nếu bạn thích thì cho mình một like và subscribe. Và nếu bạn muốn mình làm video về chủ đề gì thì mình sẽ làm. Thực ra mình sẽ cố gắng làm hết các cái bộ phận về nhân tướng, cũng như là cái cách làm đẹp và cái quan điểm cá nhân của mình như thế nào để cho các bạn hiểu hết được. Nhưng mà mình nghĩ các bạn nên xem cái video mà làm sao để bạn xinh đẹp á, tại sao bạn xinh đẹp, thì đó là một cái video nói tổng quan về một cái cây nhân tướng. Cái vấn đề là mình sửa tướng nhưng mà phải sửa từ gốc rễ, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với sửa từ cành lá bộ vị. Nên
Hy vọng là các bạn sẽ hiểu ở đó. Ok, thank you for watching and hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.